Tại hội nghị tập huấn nông dân với an toàn giao thông, hơn 100 cán bộ hội viên nông dân huyện Đất Đỏ được Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin thực trạng tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, phân tích nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông và trao đổi một số lỗi thường gặp khi tham gia giao thông, đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn. Dịp này, các đại biểu còn được truyền đạt những kiến thức cơ bản về phòng ngừa các loại tội phạm, những phương thức thủ đoạn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.